Dưới là mẫu của Khải Thừa này, trên là mẫu của khách này, mẫu của khách này. Về cái màu nhé, cái màu của nó là trắng hơn. Đấy, còn màu của mẫu của Khải Thừa là đi tối hơn, nên cần phải cho trắng lên một tí nữa để tương đương với màu của khách. Cái thứ nhất, thứ hai nữa này, cái mẫu của khách ấy là cái sợi dệt này này, nhìn trông nó rất là đều và chắc chắn. Đấy, rất là cứng cáp. Còn cái mẫu của Khải Thừa ấy này, nhìn trông nó rất là mềm và yếu. Nó đại loại phải nói là nó rất là nhầu. Nó cái sợi của nó không được đều. Đấy. À, sợi của nó không được đều. Sợi này nó nét, nhìn trông nó chắc. Và cái sợi này nó lỏng lẻo. Mình phải dùng từ nhìn trông nó lỏng lẻo, nó không được nét như là cái sợi cái bao của khách. Đó là hai cái vấn đề là anh không ưng cái mẫu này, nên các em phải xem lại nhé. Này nhìn này, hai màu khác nhau. Đấy, hai màu khác nhau nhé. Đấy, quay các góc luôn. Đấy, đấy. Này, nhìn đây, ở đây nhìn rõ hơn này. Về sợi này. Đấy, cái mẫu này của khách nhìn sợi đường nét của nó nhìn trông nó chắc chắn. Còn cái sợi này nhìn nó rối và nó rất là lỏng lẻo, không được chắc chắn nhé. Cái này không được.